Vitin 2 giúp tăng chiều cao, tăng sức đề kháng cho trẻ dưới 10 tuổi. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang lắng nghe chương trình Cho Mẹ Cho Con được phát sóng trực tiếp từ lúc 8 giờ đến 9 giờ trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cho dù là bạn lần đầu chúng ta làm cha mẹ hay là chúng ta đã có kinh nghiệm chăm sóc con từ những ngày đầu tiên thì mọi chuyện cũng sẽ như mới khi mà chúng ta bắt đầu với đứa con thứ hai. Chính vì thế mà những lúng túng hay là băn khoăn mà quý vị gặp phải khi chăm sóc con nhỏ là điều hoàn toàn bình thường. Bên cạnh đó thì trẻ ở những cái độ tuổi khác nhau lại có những đặc điểm khác nhau, từng giai đoạn thì sẽ cần những cái tác động khác nhau để con phát triển một cách tối ưu nhất cả về thể chất lẫn trí não. Trẻ từ khi sinh ra đến lúc 9 tuổi sẽ có những biến đổi như thế nào? Và cha mẹ cần lưu ý gì trong việc chăm sóc trẻ để các con khỏe mạnh, cao lớn, thông minh, tạo bước đà hoàn hảo cho hành trình dài phía trước của chính mình? Để đồng hành cùng với các mẹ giải quyết mọi khó khăn trong hành trình làm mẹ đầy hạnh phúc của mình, thì chương trình Cho Mẹ Cho Con của chúng tôi với phần tư vấn từ các chuyên gia bác sĩ sẽ tiếp tục giải đáp mọi băn khoăn trong các vấn đề liên quan tới sức khỏe bà mẹ trẻ em mà quý vị và các bạn thính giả quan tâm. Đặc biệt là ngày hôm nay chúng tôi dành lựa chọn chủ đề là kinh nghiệm nuôi con dưới 9 tuổi. Quý vị thính giả quan tâm ngay từ lúc này cũng hãy có thể liên lạc về với chúng tôi. Thế nhưng trước tiên thì Lê Thông xin được giới thiệu vị khách mời cũng sẽ cùng đồng hành và tư vấn với quý vị ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Vâng, xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Cho Mẹ Cho Con. Xin chào MC Lê Thông. Vâng, một lần nữa thì Lê Thông xin được cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì chúng tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn Previptin đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến Tổng đài Bác sĩ Tư vấn 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Và bây giờ trước khi chúng ta cùng đến với phần trò chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, Lê Thông mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một phóng sự sau đây. Chị Nguyễn Thị Thủy ở Hải Dương lần đầu làm mẹ từ khi mới 22 tuổi. Hiện nay bé đăng khoa con chị đã 8 tuổi, bé cao 1m30 nhưng nặng tới gần 40kg. Bé phát triển chiều cao và cân nặng đều vượt trội. Nhiều khi chị còn thấy lo, sợ con béo phì, không phanh được. Tuy nhiên sau 7 năm, đến khi sinh bé thứ hai, chị vẫn đầy bỡ ngỡ khi chăm con. Đã 3 tháng liền bé không lên cân, các bữa ăn của bé đều ăn ít hơn. Đã thế, con lại hay quấy khóc về đêm. Bà mẹ hai con chia sẻ. Thực ra thì sinh bé thứ nhất mình sinh cũng đã lâu rồi. Cho nên là đến đứa thứ hai này thì gần như là phải tìm hiểu lại hoàn toàn mà nó cũng gần như là mới. Tức là lúc mới đẻ ra thì thực ra mình cái cách chăm con thì cũng có thể là đỡ hơn một chút về mấy cái vấn đề bế rồi ẵm rồi tắm, nhưng mà mỗi một đứa thì lại có một cái cơ thể nó khác ấy, một cái nhu cầu nó khác, cho nên là mỗi một bé lại phát triển một khác. Như đứa lớn thì lại mình lại rất là nhàn, nhưng mà đến đứa này thì đến tháng 20 ngày thì bạn ấy lại bị viêm mũi, thế lại phải cho bạn ấy đi hút, xong rồi lại phải tìm hiểu thông tin xem là mình có nên cho đi bác sĩ không. Các bà thì cứ bảo là ở nhà thì chỉ cần phải cho con uống mật ong hoặc là đường phèn ấy, ngâm là được thôi. Thế nhưng mà mình thì mình cũng cứ bị phân vân bởi vì nhiều một luồng thông tin quá ấy. Thế cho nên là cũng thấy là nó như mới. Tuần này thì bạn ý thức đến 11 giờ chẳng hạn, nhưng mà tuần sau thì bạn ấy lại thức đến 3 giờ, xong có tuần thì bạn ấy thức đúng đến 5 giờ, xong buổi sáng bạn ấy ngủ. Thế là mỗi một tuần bạn ấy thay đổi theo tuần. Thế cho nên là mình cũng cứ phải thích ứng theo tuần thôi. Mà có tuần là hai vợ chồng cứ phải bế cả đêm luôn. Mỗi tuổi một nỗi lo, mỗi bé lại một kiểu. Nếu như 3 năm đầu đời, các bạn nhỏ hay gặp phải vấn đề da mồ hôi trộm, quấy khóc về đêm hay ốm vặt, bên cạnh đó là vấn đề bổ sung canxi và các dưỡng chất để trẻ cao lớn, phát huy tối đa tiềm năng chiều cao di truyền, thì các bé trong độ tuổi mẫu giáo tiểu học, cha mẹ lại cần ưu tiên phát triển trí não cho bé. Vâng, xin được chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Cho Mẹ Cho Con đang được trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em của chúng tôi. Thưa quý vị, và như ở phần đầu chúng ta cũng đã vừa lắng nghe một phóng sự, thì rõ ràng là việc làm cha làm mẹ chưa bao giờ là một điều mà chúng ta thấy rằng là các bậc phụ huynh không ngừng phải tìm kiếm, học hỏi những cái phương pháp để làm sao cho con mình hay ăn chóng lớn, phát triển một cách toàn diện. Đúng ạ, như trong phóng sự đầu tiên thì thưa bác sĩ Lê Thị Hải, chúng ta thấy là các bậc phụ huynh, chị trong phóng sự đã phải rất là vất vả, hai vợ chồng phải tìm rất là nhiều những cái kế sách khác nhau. Theo chị thì những cái ngày đầu tiên, những
khi mà đứa con ra đời thì chúng ta chưa phải đối diện với quá nhiều nỗi lo, thế nhưng mà càng lớn đúng không ạ, các bậc phụ huynh càng đối diện với nhiều nỗi lo. Và đặc biệt là đối với những thính giả mà chúng ta đã bắt đầu có em bé thứ hai thì cái nỗi lo này có vẻ như là lại càng lớn hơn. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, quả thật là chúng ta nhận thấy với nhau rằng ở mỗi giai đoạn khác nhau thì những đứa trẻ lại có những cách khác nhau để khiến các mẹ phải thực sự rất là lo lắng và trăn trở. Vậy thì Lê Thông đang thắc mắc rằng với các bé mà trong 3 năm đầu đời ạ, thì các mẹ phải đối diện với những cái vấn đề gì ạ? Dạ vâng, quả thật thì chúng ta thấy là nuôi một đứa trẻ thì không hề rõ ràng một chút nào. Và rõ ràng các cụ của chúng ta thì thường có một câu là có con, có nuôi con thì mới biết lòng cha mẹ. Dạ. Bởi vì khi mà chúng ta bà mẹ mang nặng 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau thì cái giai đoạn đấy đó đã vất vả rồi, nhưng mà chưa thấm gì với cái giai đoạn mà khi đứa bé chào đời. Thì chúng ta biết là trong cái giai đoạn 3 năm đầu đời thì những cái vấn đề mà các bà mẹ vất vả hay lo lắng hay gặp, đầu tiên là cái vấn đề ăn ngủ của đứa trẻ. Tức là những đứa bé ở giai đoạn này thì rất hay có cái tình trạng là ngủ không ngon giấc, trằn trọc khóc đêm, ra nhiều mồ hôi. Thế rồi là một cái biểu hiện nữa là các cháu lại không chịu ăn, hoặc là ăn thì hay nôn chớ, hay táo bón. Dạ. Thế và một cái điều nữa chúng ta cũng rất hay gặp trẻ ở cái lứa tuổi này, đó là cái tình trạng các cháu rất hay ốm, lúc thì viêm họng, lúc thì viêm mũi, lúc thì viêm tai, thế rồi đặc biệt là cái tình trạng rối loạn tiêu hóa, lúc thì táo bón, lúc thì tiêu chảy. Đấy, tôi nghĩ là đấy là những cái vấn đề mà hầu hết các bà mẹ có con dưới 3 tuổi đều rất là lo lắng đến những cái vấn đề này. Vâng, thưa quý vị, những điều mà bác sĩ Lê Thị Hải vừa nói thì Lê Thông tin rằng những ai đã có con ạ, đặc biệt là những người mà đã bắt đầu có cháu thứ hai rồi, chúng ta thấy những cái dấu hiệu như vậy rất hay là dễ gặp. Nôn rồi chớ rồi táo bón hay là tiêu chảy. Và thực sự là những cái vấn đề đó cũng trở nên rất là quan ngại khi mà cộng thêm với một cái yếu tố nữa, đó là về đêm thì các con không ngủ được, quấy khóc rất là nhiều. Đặc biệt là da mồ hôi trộm cũng là một vấn đề mà chúng ta thấy rằng thường gặp trong một năm đầu đời của bé. Vậy thì thưa bác sĩ ạ, nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng da mồ hôi trộm về ban đêm của bé như nào ạ? À vâng, phải nói rằng là trong cái giai đoạn 3 năm đầu đời, nhất là cái năm đầu tiên, thì chúng ta biết là cái tình trạng mà các bà mẹ vẫn phải đối mặt ở đây hay gặp nhất là cái tình trạng của các bé quấy khóc vào đêm và ra nhiều mồ hôi. Thế thì tại sao lại như vậy? Thì chúng ta biết là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà các cháu phát triển rất là nhanh, cả về cân nặng cũng như là chiều cao. Nếu như một cháu bé chào đời cân nặng chỉ trung bình là 3 kg thôi thì chỉ một năm sau cân nặng của cháu ít nhất đã phải tăng gấp 3 lần rồi. Dạ vâng. Đấy. Thế rồi là cái chiều cao cũng vậy, chiều cao lúc sinh ra thì khoảng 50 cm thôi, nhưng mà chỉ một năm sau thì cháu đã tăng lên gấp rưỡi, tức là phải 75 cm rồi. Thế do cái đặc điểm về cái cơ thể của cháu phát triển rất là nhanh như vậy, thì nghĩa là cái nhu cầu về các cái vitamin và khoáng chất thì các cháu tăng lên rất nhiều so với cả người lớn cũng như ở cái lứa tuổi khác. Mà trong khi đó thì chúng ta biết là em bé lúc này thì cái nguồn thức ăn chủ yếu là sữa mẹ, hoặc là nếu không có sữa mẹ thì có sữa công thức, và bắt đầu từ 6 tháng thì các cháu bắt đầu ăn dặm thêm với thức ăn khác thôi. Thế cho nên là việc mà cung ứng đủ các cái nhu cầu về các cái vitamin và khoáng chất cho các cháu rất là có thể rất khó khăn. Đấy, ví dụ như là ngay cả cái việc mà cung cấp vitamin D thì chủ yếu là phải tắm nắng, thì các cháu nó giai đoạn dưới 1 tuổi này các cháu còn quá nhỏ, còn quá non nớt, cho nên là cũng không thể nào cho ra ngoài thường xuyên được. Thế rồi cái vấn đề ăn uống cũng thế, các cháu có những cháu nó lại biếng ăn, nó lười ăn nữa, thì chúng ta không thể cung cấp được đủ. Thế cho nên nguyên nhân mà da mồ hôi trộm ở cái lứa tuổi này thì chủ yếu là do thiếu canxi. Mà nguyên nhân dẫn đến thiếu canxi thì lại là do thiếu vitamin 3, thiếu MK7, rồi thiếu kẽm, thiếu sắt các thứ vân vân. Tất cả những cái nguyên nhân đó làm cho cái đứa trẻ mà gặp cái tình trạng chúng ta hay gặp, đó là tình trạng khóc và đêm ra mồ hôi, là một trong cái dấu hiệu mà chúng tôi gọi chúng đoán đó là bệnh còi xương. Thế còn vì cái vấn đề nữa là cái vấn đề tại sao các cháu hay ốm vặt nữa, thì là cũng là do cái hệ miễn dịch của các cháu ở cái lứa tuổi dưới 3 tuổi này còn rất là non yếu, thế cho nên là các cháu cũng rất hay ốm vặt. Đấy là cái lý do mà vì sao chúng ta, nhất là các bà mẹ trẻ, chúng ta nuôi con dưới 3 tuổi chúng ta rất là vất vả. Vâng, rất là nhiều phụ huynh chắc chắn rằng là khi nghe được thông tin này thì cũng đang rất là hoang mang, không biết là vì sao mà mình cũng chăm con một cách rất là đầy đủ đúng không ạ, thế nhưng mà con mình vẫn mắc phải những cái triệu chứng như là quấy khóc về đêm, và đặc biệt là cái nguyên nhân sâu xa như bác sĩ nói đó là do các con bị thiếu canxi, vitamin D3, MK7 đúng không ạ, MK7. Thì rõ ràng là các mẹ chắc chắn trong chương trình ngày hôm nay cũng sẽ yên tâm đi ạ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm những cái thông tin để quý vị có thể giải quyết được những cái tình trạng này. Thế nhưng trước đó thì Lê Thông cũng xin được hỏi thêm bác sĩ một vấn đề nữa, đó là trẻ dưới 3 tuổi ạ, Lê Thông thấy là các con cũng rất hay bị ốm vặt và chậm lớn. Nguyên nhân của cái lý do này là gì ạ, thưa bác sĩ? Nếu như cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng hay bị thiếu các cái vi chất dinh dưỡng như là vitamin D, canxi, MK7 mà dẫn đến cái tình trạng bệnh còi xương, tức là quấy khóc về đêm, ra nhiều mồ hôi, thì cái tình trạng hay ốm vặt cũng là cái tình trạng
rất hay gặp ở cái lứa tuổi dưới 3 tuổi. Lý do vì sao thì chúng ta biết rồi, em bé của chúng ta khi chào đời thì các cháu sẽ được hưởng cái hệ miễn dịch gọi là hệ miễn dịch thụ động. Đấy, hay người ta gọi là hệ miễn dịch tự nhiên, tự động. Hệ miễn dịch tự động này thì có hai nguồn. Nguồn thứ nhất là em bé sẽ được tích lũy từ cái thời kỳ em bé còn nằm trong bụng mẹ. Tức là bà mẹ có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì sẽ truyền cho con những cái kháng thể khỏe mạnh. Những cái kháng thể đó thì sẽ giúp cho em bé đi chào đời để chống đỡ với bệnh tật. Và đặc biệt là khi em bé sinh ra một cái thì em bé sẽ được bú ngay cái nguồn sữa của mẹ, mà đặc biệt là sữa non là cái sữa mà được tiết ra trong 3 cái ngày đầu tiên sau khi em bé sinh. Thì sữa non chứa rất nhiều kháng thể, chứa nhiều protein, chứa nhiều vitamin A, rồi chứa các cái lợi khuẩn, cho nên giúp tăng cường cái hệ miễn dịch cho em bé. Thế cho nên là thực ra là nếu như mà nói trong 3 năm đầu đời thì cái 6 dưới 6 tháng là các mẹ nuôi con còn rất là nhàn, nếu như mẹ nào đủ sữa nuôi con, bởi vì các bé chỉ có ăn mới lớn thôi, chứ còn không chưa có cái biểu hiện gì cả. Thế nhưng mà khi bắt đầu đến 6 tháng, đặc biệt từ tháng thứ 3 trở đi thôi, thì cái miễn dịch đặc biệt là cái kháng thể như IgG hoặc IgM từ cái tuần hoàn bào thai truyền qua cái tuần hoàn sau thai truyền sang em bé bắt đầu giảm dần, và đến tháng thứ 6 gần như là cạn kiệt. Thế và chúng ta biết là cái sữa mẹ thì em bé cũng bú chủ yếu là bú mẹ trong 6 tháng đầu đời là chính, đúng không ạ? Nhưng mà đến lúc ngoài 6 tháng ra một cái thì mẹ bắt đầu đi làm và em bé bú mẹ cũng ít hơn, và cái lúc này cái miễn dịch từ sữa truyền của mẹ truyền sang con cũng bắt đầu giảm dần đi. Và em bé của chúng ta lại bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, cũng là cái giai đoạn em bé phải tiếp xúc với rất nhiều những cái tác nhân gây bệnh bên ngoài, từ môi trường sống lê la bò toài, các cháu bắt đầu biết đưa cái thứ vào mồm thì cái nguy cơ nhiễm khuẩn cũng rất là cao. Và đặc biệt nữa là ăn dặm cũng vậy, cũng nếu như mà cái chế độ dinh dưỡng mà bà mẹ không đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm thì cũng là cái nguồn lây nhiễm từ các cái đường ăn uống đưa vào. Thế cho nên là do cái hệ miễn dịch đã suy giảm như vậy rồi thì chúng ta lại biết là em bé sẽ phải có một cái hệ miễn dịch gọi là miễn dịch chủ động, tức là tự mình phải tạo ra kháng thể để bảo vệ cơ thể. Thì cái hệ miễn dịch này nó mới bắt đầu hoàn thành thôi, và phải 3-4 tuổi trở lên thì bắt đầu nó mới hoàn thiện, và lúc giờ em bé của chúng ta mới sẽ đỡ ốm đau hơn. Cho nên tất cả các mẹ nuôi con nhỏ thì đều thấy là cái giai đoạn mà chúng ta vất vả nhất là từ 6 tháng cho đến khoảng 3 tuổi. Ngoài 3 tuổi, 4 tuổi giờ ra các cháu đi mẫu giáo thì lúc giờ tự nhiên nó ăn uống tốt lên, thế rồi là nó sẽ lên cân, rồi là nó sẽ ốm, nó không ốm vặt nữa thì nó sẽ lớn lên. Đấy là cái điều dễ hiểu. Còn một cái lý do nữa là ở cái giai đoạn dưới 3 tuổi tại sao các cháu lại rất hay biếng ăn, vì chúng ta được biết là ở cái giai đoạn này là cái giai đoạn có rất nhiều những giai đoạn biếng ăn sinh lý. Ví dụ như mỗi một lần chuyển cái giai đoạn, ví dụ như bắt đầu đến 6 tháng là các cháu bắt đầu mọc răng, thì cứ mọc răng là cũng sốt, cũng tiêu chảy, các thứ vân vân. Thế rồi là đến cái giai đoạn chuyển tiếp giữa giai đoạn ăn dặm, ví dụ giữa từ ăn bột sang ăn cháo, thế rồi từ ăn cháo sang ăn cơm. Đấy, tất cả những cái thế rồi mỗi thỉnh thoảng lại mọc răng một giết các thứ. Mà như tôi nói là do cái trẻ có cái khoảng trống miễn dịch, tức là cái hệ giao thoa giữa hai hệ miễn dịch thụ động, hệ miễn dịch chủ động từ 6 tháng cho đến 3 tuổi. Nó có cái hệ giao thoa giữa hai miễn dịch này, cho nên ở đây người ta gọi là đứa trẻ có cái khoảng trống miễn dịch. Và vì có cái khoảng trống miễn dịch này cho nên là em bé của chúng ta cái sức đề kháng rất là kém, cho nên là các cháu thường xuyên ốm đau. Thế thì các mẹ nuôi con nhỏ chúng ta đều biết là khi mà đứa trẻ nó bị ốm, nó bị sốt, bị ho, bị chảy mũi, bị viêm tai, thế rồi bị tiêu chảy, các thứ vân vân, thì đương nhiên là các cháu nó sẽ không ăn rồi. Khi nó đã không ăn rồi thì làm sao lại không ăn rồi thì nó sẽ cũng không ngủ, bởi vì là nó đói nó cũng chẳng ngủ được. Thế rồi là người nó bất rứt, nó khó chịu, và cuối cùng các cháu còi cọc chậm lớn. Thế khi còi cọc chậm lớn đã bị suy dinh dưỡng rồi thì lại càng làm cho cái hệ miễn dịch của các cháu lại càng suy giảm hơn. Cứ như vậy làm các cháu lại hay mắc bệnh, lại hay ốm, và nó tạo thành một cái vòng xoắn bệnh lý rất là khó gỡ ra được. Thế cho nên là tôi nghĩ là cái giai đoạn mà các bạn nuôi con vất vả nhất chính là cái giai đoạn em bé dưới 3 tuổi. Thế chính vì vậy cho nên khi mà chúng ta hiểu được tại sao và có những cái tình trạng đấy xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa được. Nếu như chúng ta quyết tâm phòng ngừa thì chúng ta hoàn toàn có thể rất là dễ dàng vượt qua cái giai đoạn này. Còn nếu không mà chúng ta không biết cách mà chúng ta để cho con của chúng ta suốt ngày ốm đau, xong nó lại còi không chậm lớn được, thì lại suốt ngày đi bệnh viện, suốt ngày gặp bác sĩ, thì tôi nghĩ đấy là cái niềm tôi nghĩ là rất là vất vả cho tất cả các bà mẹ. Và tôi nghĩ là chẳng ai mà mong muốn cái điều đó, bởi vì khi mà đứa con sinh ra rồi thì điều mong muốn lớn nhất của các bà mẹ ở cái giai đoạn này là các con phải ngủ ngoan, ăn ngoan, thế rồi ít ốm đau, khỏe mạnh. Đấy thì các cháu mới có thể cao lớn, khỏe mạnh và thông minh sau này được. Dạ vâng, đúng là mong mỏi của rất nhiều các ông bố bà mẹ khi mà sinh con mình ra. Đó là bên cạnh việc là các con khỏe mạnh thì các con còn phát triển một cách rất là an toàn trong những cái năm tháng đầu đời của mình. Tuy nhiên thì rõ ràng là công cuộc chăm con thì chúng ta biết rồi, đúng không ạ? Chưa bao giờ là dễ dàng với các bậc phụ huynh. Và càng ngày thì như chúng tôi cũng đã đề cập ở phần đầu chương trình, những cái kinh nghiệm và kiến thức chưa bao giờ là đủ để các mẹ có thể đối diện với những cái tình trạng hiện tại của con mình.
Và quý vị và các bạn thân mến, nếu như quý vị đang trong hành trình chăm nuôi con của mình, gặp những khó khăn vất vả, hoặc là trẻ của nhà mình, các con đang chậm lớn này, chậm phát triển này, hoặc là tăng chiều cao kém, cũng như là những kinh nghiệm về chăm con, thì mời quý vị và các bạn gọi điện về số 1900 6255. Tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hải của chúng tôi sẽ cùng thông tin và tư vấn với quý vị ở những phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thì Lê Thông xin được quay trở lại cùng với cuộc trò chuyện với vị khách mời. Thưa bác sĩ ạ, Lê Thông được biết có một thông tin như này, đó là trong 1.000 ngày đầu đời của trẻ, đây cũng là cái giai đoạn vàng để giúp các bé phát triển bật lên với cái chiều cao, cũng như là có tiền đề rất là hoàn hảo khi mà trưởng thành để đạt được một cái chiều cao lý tưởng của mình. Và chiều cao của trẻ khi 2 tuổi ạ thì cũng bằng 1/2 chiều cao khi trưởng thành. Vậy xin được hỏi bác sĩ là cái giai đoạn này thì cha mẹ nên làm gì để giúp các bé phát triển chiều cao một cách tốt nhất ạ? Dạ vâng, đúng là như vậy. Hiện nay thì chúng ta rất nhiều các cái thông tin đại chúng đã đưa tin và cũng nhiều các bà mẹ của chúng ta đã viết một cái giai đoạn rất là quan trọng, người ta gọi là giai đoạn vàng, tức là 1.000 ngày đầu đời của bé. Thế thì trước tiên tôi cũng xin nói 1.000 ngày đầu đời ở đây là bao gồm là những cái ngày nào. Thì chúng ta biết là 1.000 ngày đầu đời đây chính là đầu tiên là 9 tháng 10 ngày em bé nằm trong bụng mẹ. Đấy, 9 tháng em bé nằm trong bụng mẹ và tiếp theo đó là năm thứ nhất và năm thứ hai của cuộc đời. Đấy, tức là mỗi năm 365 ngày nữa chúng ta cộng lại thì nó tròn là 1.000 ngày. Và rất nhiều công trình nghiên cứu khoa học người ta chỉ chứng minh rằng 1.000 ngày đầu đời này là cái giai đoạn quan trọng nhất, giai đoạn vàng, quyết định toàn bộ cái sự phát triển của em bé sau này. Nếu như một em bé được khỏe mạnh, phát triển tốt trong 1.000 ngày đầu đời này thì chắc chắn tương lai em bé của chúng ta sau này sẽ phát triển khỏe mạnh và cao lớn. Còn ngược lại, nếu như ở cái giai đoạn này mà con của chúng ta bị suy dinh dưỡng, bị còi cọc hay thậm chí kể cả bị thừa cân béo phì thì cũng đều ảnh hưởng đến sự phát triển sau này của đứa trẻ. Thế cho nên phải nói là 1.000 ngày đầu đời này rất quan trọng. Thế thì tại sao ở cái 1.000 ngày đầu đời này thì em bé của chúng ta lại rất cần những cái vi chất dinh dưỡng để phát triển chiều cao? Bởi vì là các cháu cao lên rất là nhanh. Như tôi đã nói ở phần đầu đấy, chỉ có trong một năm đầu tiên thôi thì các cháu đã cao đến 25cm trong một năm. Và năm thứ hai các cháu cũng tiếp tục cao khoảng 10cm một năm nữa. Và bắt đầu từ 2-3 tuổi trở đi thì cái chiều cao nó lại giảm dần, chỉ có 5-6cm trong một năm thôi. Thế thì do cái đặc điểm, thứ nhất là cái hệ tiêu hóa thì lại còn non yếu này, hệ miễn dịch cũng non yếu hay ốm đau này. Thế rồi là cái dạ dày của các cháu ở lứa tuổi này thì cũng nhỏ nên nó cũng không ăn được nhiều này. Thế mà trong đấy thì nhu cầu về các chất dinh dưỡng rất là lớn. Rất nhiều công trình nghiên cứu người ta thấy rằng một em bé chỉ có 1 tuổi thôi nhưng mà nhu cầu về các cái vi chất dinh dưỡng như là sắt, vitamin, canxi các thứ là nó cao đến 3-4 lần so với người lớn. Hay là vitamin A cũng phải cũng cao 3-4 lần so với người lớn. Mà trong khi đấy thì các cháu không thể nào mà cái dạ dày, trong khi đấy thì cái dạ dày của đứa trẻ lúc 1 tuổi cùng lắm chỉ có 200ml thôi. Người lớn của chúng ta thì đến tận lít 3, lít rưỡi, có nghĩa là dạ dày của người lớn thì gấp 5 lần dạ dày của trẻ con. Nhưng nhu cầu về các chất dinh dưỡng của em bé thì lại gấp 4-5 lần nhu cầu người lớn. Đấy, tôi nói cái điều đó ra để tất cả các bà bậc làm cha mẹ, nhất là các bà mẹ chúng ta hiểu được là vì sao cái lứa tuổi này các con cần nhiều chất dinh dưỡng đến như vậy nhưng mà lại nó lại không ăn được nhiều. Đấy, cho nên đấy là lý do mà tại sao chúng ta phải cho ăn nhiều bữa để chọn những cái thực phẩm giàu dinh dưỡng, đậm độ năng lượng cao để chúng ta phải đáp ứng được đủ cái nhu cầu dinh dưỡng cho các cháu ở lứa tuổi này. Vậy thì cái vấn đề mà chúng ta hay gặp ở đây là nếu như con của chúng ta mà bị còi cọc ở dưới 2 tuổi thì chúng ta biết là chiều cao lúc 2 tuổi đã bằng một nửa chiều cao lúc trưởng thành rồi. Tôi lấy ví dụ như là một cháu bé lúc 2 tuổi là bé trai, nếu như là phải cao được 85cm thì lớn lên mới được 1m7. Chứ nếu mà chúng ta lại nuôi con chỉ có 75cm thì lớn lên nó chỉ 1m5 thôi. Đấy, ví dụ thế. Thế thì chính vì vậy cho nên là cái giai đoạn này rất là quan trọng. Vậy thì để cho giúp cho bé phát triển tốt chiều cao ở giai đoạn này thì cái lời khuyên đầu tiên đối với các bạn, tôi dành cho muốn dành cho các bạn đầu tiên là ngay từ khi chào đời em bé cần phải được bú sữa mẹ càng sớm càng tốt. Các bạn cho con bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu bởi vì trong sữa mẹ chứa những cái vi chất dinh dưỡng ví dụ như canxi, vitamin D rồi kẽm, khắt, nói chung là các lợi khuẩn giúp cho em bé phát triển rất tốt và tăng cường được sức đề kháng tuyệt vời. Thế còn trong trường hợp mẹ thiếu và mất sữa thì chúng ta phải chọn những sữa bột công thức mà cũng có cung cấp những cái dưỡng chất cần thiết cho em bé. Nhưng mà cái điều quan trọng ở đây là cái chế độ ăn, như tôi đã nói rồi, các cháu nó còn nhỏ như vậy cho nên nó ăn rất là ít, cho nên cái việc mà cung cấp đủ nhu cầu về canxi hay là đủ nhu cầu về các cái vi chất dinh dưỡng khác cho các bé thì qua đường ăn uống thì nhiều khi là rất là thiếu. Đặc biệt là đối với vitamin D3 thì lại là vitamin mà có rất ít trong thức ăn, mà đặc biệt là chỉ phải tắm nắng thôi. Thế nhưng mà ở giai đoạn này thì các cháu còn quá nhỏ, mà bây giờ thì người ta cũng khuyến cáo là trẻ dưới 1 tuổi cũng không nên phơi nắng, nói vậy nó ảnh hưởng đến da của các cháu. Thế thì chúng ta cần phải bổ sung những cái dưỡng chất
thêm từ bên ngoài vào. Ví dụ như là vitamin D, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung được qua dạng thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng hoặc là các loại thuốc có vitamin D. Thế rồi canxi thì chúng ta cũng bổ sung vào, thứ nhất là nguồn sữa mẹ hoặc là sữa công thức, hoặc thậm chí có thể uống thêm canxi. Thế nhưng mà riêng có cái MK7 thì rất khó bổ sung ở cái giai đoạn này. Bởi vì những cái thức ăn như là rau xanh hay là các cái loại đậu lên men các thứ vân vân thì trẻ nhỏ ở cái giai đoạn này các cháu hầu như không ăn được. Cho nên ngay cả người lớn của chúng ta mà bổ sung qua chế độ dinh dưỡng cũng vitamin K2, tức là MK7 cũng rất là khó có thể bổ sung được. Đấy, tôi nói vitamin D hoàn toàn có thể bổ sung được, canxi hoàn toàn có thể bổ sung được, nhưng riêng MK7 thì rất là khó. Ngoài ra ở cái giai đoạn này để phát triển chéo cao tốt thì ngoài cái bộ ba vitamin D3, canxi nano và MK7 ra thì các cháu còn cần phải bổ sung thêm sắt, bổ sung thêm kẽm. Đấy, đặc biệt là kẽm. Thiếu kẽm cũng là một trong những nguyên nhân gây thấp còi, gây biếng ăn, gây ốm đau ở đứa trẻ. Thế cho nên là đấy là những cái vi chất dinh dưỡng mà tôi nghĩ rằng là các bạn cần phải bổ sung. Thế rồi là để tăng cường cái hệ miễn dịch, nữa thì ngoài cái bổ sung vitamin D ở đây không những là giúp cho em bé hấp thu canxi, phát triển chiều cao, mà vitamin D cũng là một cái chất mà có thể tham gia vào cái hệ miễn dịch làm cho em bé phát triển. Rồi sắt, rồi kẽm, đặc biệt kẽm cũng vậy, cũng là một cái vi chất dinh dưỡng tham gia miễn dịch. Vitamin A, vitamin C vân vân. Đấy là những cái dưỡng chất mà giúp cho em bé. Thế rồi là ở cái giai đoạn này các cháu cũng rất hay bị rối loạn tiêu hóa, thì cái việc mà bổ sung thêm lợi khuẩn, tức là bổ sung thêm các probiotic từ các cái thực phẩm như là sữa chua, hay là đối với những cháu 6 tháng trở lên ăn được, hoặc là chúng ta có thể bổ sung thêm men vi sinh, rồi bổ thêm các cái chất tăng cường sức đề kháng cho em bé. Như tôi đã nói rồi, nếu như một em bé muốn cao lớn thì chắc chắn là em bé đó phải ít ốm đau. Chứ còn nếu mà suốt ngày ốm đau thì đương nhiên là có suốt ngày tiêu chảy, suốt ngày viêm họng các thứ vân vân, rồi thì có cho bổ sung vào, có ăn vào thì các cháu cũng không hấp thu được. Thế cho nên là cái việc mà chúng ta phải bổ sung thêm những cái dưỡng chất tăng cường hệ miễn dịch cho con nữa, thì trong đó có bổ sung men vi sinh, bổ sung thêm sữa non, bổ sung thêm colostrum sữa non, rồi bổ sung thêm cái imam alpha các thứ vân vân, tất cả những cái dưỡng chất mà có thể giúp làm sao mà tăng cường được cái hệ miễn dịch cho em bé. Bởi vì tất cả các bạn đều thấy là tất cả những cái cháu bé nào mà có cái hệ miễn dịch khỏe mạnh thì bao giờ các cháu cũng rất khỏe mạnh. Đấy, và những cái cháu khỏe mạnh thì chắc chắn là sẽ cao lớn. Đấy, thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ là các bậc phụ huynh của chúng ta cần phải chú ý. Tóm lại thì ở cái lứa tuổi này cần phải bổ sung những dưỡng nhóm dưỡng chất để tăng cường phát triển chiều cao, và cái nhóm dưỡng chất tăng cường cái sức đề kháng cho em bé. Dạ vâng, rất là cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải với thông tin vừa rồi cho quý vị thính giả. Và thực ra thì thưa quý vị thân mến, bao giờ cũng vậy, chúng ta vẫn nói với nhau rằng sữa mẹ là thức ăn tốt nhất, đúng không ạ? Nhưng bên cạnh đó thì để các con phát triển một cách toàn diện hơn, tránh được cái tình trạng mà chúng ta gặp phải trong 3 năm đầu đời của bé, và đặc biệt là các cái tháng đầu tiên, thì quý vị và các bạn chúng ta cần chú ý bổ sung thêm những cái nhóm dưỡng chất như bác sĩ Lê Thị Hải của chúng tôi vừa thông tin, đó là vitamin D3 này, hay là nano canxi và MK7, đúng không ạ? Vâng, đây là những nhóm dưỡng chất mà chúng ta thực ra là rất khó để có thể đưa vào cơ thể các bé bằng các cái đường chính thống như là thức ăn, đúng không ạ? Vì nó có rất là ít. Chính vì vậy cho nên nhân lúc này đây ạ, thì Lê Thông cũng xin được hỏi bác sĩ là vậy thì các mẹ chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm như thế nào để bổ sung cho con trong cái việc là giải quyết cùng lúc những vấn đề mà chúng ta vừa đề cập ở trên ạ? Và cái sản phẩm này thì nó nên là có những cái thành phần gì, và dùng với cái liều lượng như thế nào thì đảm bảo là chúng ta phát triển toàn diện cho bé ạ? À, vâng, thì như tôi đã nói ở trên, thì ngoài cái việc mà cái chế độ nuôi dưỡng là vô cùng quan trọng, các bạn cho con bú mẹ hoàn toàn những trong 6 tháng đầu, bú ngay những giờ đầu sau khi sinh, thế rồi cho ăn dặm một cách là hợp lý và đúng cách đấy, để cung cấp những cái dưỡng chất cho em bé, thì chúng ta cũng có thể tìm những cái thực phẩm, sản phẩm bổ sung mà có thể cung cấp được những cái dưỡng chất như tôi nói ở trên. Thế thì hiện nay trên thị trường theo tôi được biết thì có cái cốm Previtin 2 của công ty dược phẩm Vinh Gia là đáp ứng được đủ tất cả những cái yêu cầu như tôi nói ở trên. Thì cái gói cốm Previtin 2 này thì có chứa hai nhóm dưỡng chất. Nhóm thứ nhất là chứa vitamin D3, canxi nano, MK7, thế rồi kẽm, sắt các thứ vân vân. Đây là những cái dưỡng chất mà giúp cho em bé phát triển chiều cao, cũng như là phòng ngừa cái tình trạng còi xương, da mồ hôi trộm của em bé. Và đặc biệt thì trong cái gói cốm Previtin 2 này, vì là dành cho trẻ bắt đầu từ 6 tháng tuổi trở lên, đặc biệt là đến 3 tuổi là cái giai đoạn mà em bé có cái khoảng trống miễn dịch như tôi vừa phân tích ở trên, là có bổ sung thêm cái thành phần các cái chất tăng cường miễn dịch, đó là immun alpha và colostrum. Thế vậy thì immun alpha và immun alpha là gì? Thì chúng ta biết immun alpha là một cái thành phần người ta chiết xuất từ một cái vách ngăn của một cái loại nấm men. Và khi vào trong cơ thể thì chính cái chất immun alpha này nó đã tham gia vào kích thích cái hệ thống miễn dịch, đặc biệt là nó kích hoạt cái hệ thống
lanh phô bào, làm trưởng thành các cái về số lượng cũng như là chất lượng của các cái tế bào lanh phô. Mà chúng ta biết tế bào lanh phô là một trong cái tế bào rất quan trọng của hệ miễn dịch, cho nên nó có tác dụng tăng cường cái sức đề kháng cho em bé. Cái thứ hai là thành phần colostrum, thì colostrum thực ra chính là thành phần sữa non. Mà như tôi đã nói, tại sao những em bé được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu hoặc là bú mẹ ngay những giờ đầu sau sinh thì thường rất là khỏe mạnh? Bởi vì cháu được cung cấp một cái nguồn sữa non là cái nguồn sữa mà giàu protein, giàu vitamin A, giàu các chất kháng khuẩn, giàu các kháng thể, cho nên có thể chống đỡ được cái tình trạng bệnh tật cho em bé. Đấy, thế chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải bổ sung thêm cái thành phần này nữa. Nếu đặc biệt là từ 6 tháng thì em bé của chúng ta được bú mẹ ít hơn, và sữa của bà mẹ từ 6 tháng thì cái thành phần sữa non nó cũng không phải là còn sữa non nữa, cho nên là cái nồng độ kháng thể nó cũng thấp hơn rất đầu nhiều so với cái giai đoạn em bé còn nằm với còn đang bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Thế cho nên là các bạn hoàn toàn có thể, ngoài cái chế độ dinh dưỡng chăm sóc ra, thì các bạn có thể bổ sung thêm cái gói cốm Previtin 2. Và đối với cháu bé dưới 3 tuổi, từ 6 tháng đến 3 tuổi thì chúng ta chỉ cần bổ sung một gói một ngày thôi. Đấy, một gói một ngày thôi. Và cái dạng này thì là dạng cốm rất là dễ uống. Các bạn hoàn toàn có thể pha vào sữa, có thể pha vào nước để cho các bé uống được, mà ngày chỉ cần có một gói thôi. Và cái thời gian bổ sung thì nói chung là có điều kiện bổ sung liên tục không có vấn đề gì. Còn không thì tối thiểu chúng ta cũng bổ sung trong khoảng 3 tháng. Thế sau đó thì chúng ta nghỉ độ 2-3 tháng rồi chúng ta lại bổ sung một đợt tiếp cho em bé. Như vậy thì rõ ràng cái gói cốm Previtin 2 này đã đáp ứng được đầy đủ hai cái nhóm dưỡng chất mà chúng ta cần phải bổ sung cho em bé trong giai đoạn dưới 3 tuổi. Đó là cái nhóm tăng cường vi chất để phát triển về chiều cao, ngăn chặn phòng ngừa tình trạng còi xương, và thứ hai là cái nhóm chất tăng cường hệ miễn dịch cho em bé. Bởi vì ở cái giai đoạn này cái hệ miễn dịch của em bé của chúng ta rất là non yếu, các cháu rất là hay ốm đau, thì vậy thì chúng ta phòng ngừa được cái tình trạng ốm đau cũng như là chúng ta phòng ngừa được cái tình trạng ra mồ hôi trộm, ngủ không ngon giấc các thứ vân vân, thì em bé của chúng ta sẽ ăn ngon ngủ tốt và đương nhiên ít ốm đau thì các cháu sẽ phát triển khỏe mạnh. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải với những thông tin tư vấn vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, sau những giai điệu âm nhạc vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cùng quay trở lại với quý vị trong chương trình Cho Mẹ Cho Con để cùng giải đáp những băn khoăn thắc mắc của quý vị phụ huynh xung quanh việc làm thế nào để con nhà mình có thể phát triển một cách toàn diện nhất trong những năm tháng đầu đời. Và ngay bây giờ đây, trên đường dây nóng của chương trình ở số 1900-6255, Lê Thông cũng đã nhận được tín hiệu từ bộ phận kỹ thuật báo là có một vị thính giả cũng đã chờ chúng ta rồi. Chúng ta sẽ cùng đến ngay với vị thính giả này. Alo. Alo ạ. Alo, alo ạ. Vâng, chương trình Cho Mẹ Cho Con xin chào thính giả. Dạ vâng, em Lợi đấy ạ. Vâng, xin mời anh mình có thể đặt câu hỏi cho bác sĩ đi ạ. Dạ vâng, em chào bác sĩ ạ. Vâng, chào em. Dạ vâng, chị ơi, cho em hỏi là bé nhà em được 6 tháng tuổi, nhưng mà bé cứ ăn uống thì bình thường, không vấn đề gì cả, nhưng mỗi tội ngủ là bé hay ra mồ hôi lắm ạ. Vâng. Chỉ có hay dạ ra vâng. mồ hôi thôi. Có dạ vâng. cũng trằn trọc hay khóc đêm không? Khóc đêm thì chỉ ở mất mấy tháng đầu thôi, còn bây giờ thì không khóc đêm nữa. Bây giờ thì 3 tháng đầu khóc đêm rồi, còn bây giờ thì không khóc đêm, nhưng mà bé cứ ngủ ra mồ hôi nhiều lắm ạ. Cháu đã lấy được chưa? Cháu thì cũng đang bây giờ bắt đầu mới đang lấy ạ, nghe vẻ hơi yếu một tí ạ. Cái thóp của nó còn rộng không? Dạ. Cái thóp của cháu, thóp trước ấy còn rộng nhiều không? À với còn hẹp vậy ạ, cũng nhỏ nhỏ đấy. Cũng nhỏ nhỏ thôi. Tóc đằng sau có bị rụng không? Tóc đằng sau thì không ạ. Không à? Chỉ có mọc ở hai bên thái dương ấy thì nó hơi ít thôi. Bây giờ như này nhá, cái da mồ hôi thì đầu tiên là em phải xem là cái phòng ngủ của mình nó có nóng quá không. Đấy, ví dụ như là có ủ quỹ cho con thì đắp con kín quá không đã. Đấy, đầu tiên là phải làm thông thoáng cái phòng ngủ đã. Bởi vì da mồ hôi thì đầu tiên chúng ta phải nói là cái mồ hôi sinh lý, tức là cái dấu hiệu mà cái khi mà nóng quá thì cơ thể sẽ bị tự tiến mồ hôi, nó phải tiết ra mồ hôi để nó điều hòa thân nhiệt của cơ thể. Đấy là cái chuyện bình thường. Thế còn cái việc mà khi mà những cái cháu bé mà ra mồ hôi ngay cả khi trời lạnh như thế này, hoặc là kể cả những mùa hè nằm điều hòa mà vẫn ra mồ hôi, thì đấy là do cái rối loạn thần kinh thực vật, mà nguyên nhân hàng đầu là có thể là do thiếu canxi. Đấy. Thế nhưng mà tôi cũng hỏi kỹ bạn xem là cháu có rụng tóc không, rồi cháu có chậm phát triển vận động các thứ không nữa đấy, hay là gì đấy, thì những cái đấy là nó cũng kèm theo cái dấu hiệu của cái thiếu canxi nữa. Đấy, nếu như cháu có những cái dấu hiệu đấy thì càng chắc chắn là cháu thiếu canxi. Thế còn thì không thì cũng có khả năng như thế. Còn để chắc chắn nhất thì bạn cần phải cho con đi khám bác sĩ. Nhưng mà trong cái trường hợp này thì bạn có thể cho cháu uống phòng cũng được. Ví dụ như bạn bây giờ có thể cho cháu uống phòng vitamin D, hay là bây giờ có một cái gói cốm mà từ 6 tháng này có thể bạn cho cháu dùng mỗi ngày một cái gói cốm Previtin 2 ấy, thì nó cũng chứa vitamin D, canxi, và đặc biệt có MK7 thì giúp cho cái vấn đề vận chuyển canxi nó tốt hơn, thì nó tránh được rối loạn cái tình trạng thần kinh thực vật, sẽ bớt ra cái tình trạng da mồ hôi của cháu nhá. Thế nếu như mà uống một thời gian mà nó cảm thấy nó chưa được ấy lắm thì tốt nhất là phải cho con đi khám bác sĩ, bởi có khám thì mới biết trực tiếp là cháu còn thiếu những cái gì nữa nhá. Vâng. Cái đấy là của bên thực phẩm Minh Gia đấy ạ. Vâng, của thực phẩm Minh Gia đấy ạ. Vâng. Previtin 2. Vâng, các hiệu thuốc đều có ạ. Mỗi ngày dạ, em chỉ cần cho cháu một gói thôi nhá. À dạ vâng.
Nghĩa là uống của là uống không phải uống cái. Vâng, uống dạ. Cái này thì trong cái này là em không phải uống vitamin D và canxi nữa, bởi vì ngay trong cái gói cốm này nó có cả đủ vitamin D, D3 và canxi rồi, và có đặc biệt là có thêm MK7 nữa thì sẽ giúp cho vấn đề vận chuyển canxi đến xương của em bé tốt hơn. Cháu cũng sẽ dạ. Lấy cái thứ nhanh hơn rồi mọc răng cái thứ tốt hơn nữa nhá. Dạ vâng. Vâng ạ. Một dạ lần nữa thì xin cảm ơn vị thính giả cũng đã kết nối với chúng tôi, và hy vọng rằng với những chia sẻ và lời khuyên vừa rồi từ phía tiến sĩ bác sĩ Lê Thị Hải thì vị thính giả của chúng ta cũng đã có câu trả lời rồi và sẽ sớm tìm mua sản phẩm này để có thể hỗ trợ điều trị cho tình trạng con của mình, giúp cháu sẽ bớt đi những cái tình trạng mồ hôi trộm, đúng không ạ? Và thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại một lần nữa với quý vị thính giả, đó là tổng đài chăm sóc sức khỏe của kênh Job Em số 19006255 ngày hôm nay cũng sẽ tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn những phương pháp làm sao để chúng ta có thể chăm con nhà mình một cách toàn diện nhất trong những năm tháng đầu đời dưới sự tư vấn của thạc sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và thưa quý vị và các bạn, bây giờ chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chương trình hôm nay với một cuộc gọi tiếp theo. Alo. Alo, em nghe đây ạ. Dạ vâng, xin được chào vị thính giả, xin mời thính giả giới thiệu một chút về mình đi ạ. Dạ mình tên là Tâm, mình đến từ Hà Nội. Vâng, xin được chào anh Tâm. Và ngay bây giờ đây thì xin mời anh Tâm hãy cùng đặt câu hỏi cho chuyên gia của chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ. Vâng, chào em. Con nhà em nó may 3 tuổi rưỡi mà cháu nó hay nó lười ăn, vì hay thỉnh thoảng nó hay nhiều mồ hôi, vì còn ăn hay bị nôn đấy. Thì hỏi bác sĩ là cháu nên bổ sung được cái vitamin 2 không ạ? Thứ nhất ấy là em cho bác biết là cái cân nặng chiều cháu là bé trai hay bé gái và cân nặng chiều cao hiện tại của cháu là bao nhiêu? Cháu cân nặng là 14 cân con bé trai ạ. Cao là 92 cm ạ. Có 92 cm á? Vâng ạ. Đo có chính xác không đấy? Chính xác. Thế thì đúng là bé nhà em là bị thấp chiều cao quá nhá. Vâng. Cân nặng thì thực ra là 3 tuổi rưỡi thì nó khoảng 15 cân, thì nó chỉ thiếu có 1 cân thôi. Thế nhưng mà chiều cao của nó thì bây giờ là phải gần 1 mét rồi em ạ. Mà cháu được có 92 thì như vậy là cháu bị suy dinh dưỡng thấp còi bây giờ đấy nhá. Thế thì chính là cái suy dinh dưỡng còi thì cái nguyên nhân hàng đầu là do thiếu canxi. Thế và thiếu canxi cũng là cái nguyên nhân mà làm cho cháu ngủ ra nhiều mồ hôi đấy. Ngủ ra nhiều mồ hôi rồi trằn trọc rồi khó ngủ. Thế rồi là cái tình trạng biếng ăn cũng nữa. Đấy các thứ rồi ăn hay nôn. Thế thì bây giờ ấy, thì thứ nhất ý, để giải quyết cái tình trạng biếng ăn ý, thì thứ nhất là bây giờ ở cái lứa tuổi này thì cần phải thay đổi đa dạng chế biến các cái món ăn nó lạ lạ nữa đối với cháu. Đấy ví dụ bây giờ cho cháu ăn thức ăn đa dạng hơn, cho nó tự bốc tự nhúp các thức ăn đi cho nó thoải mái hơn. Đấy thế rồi là ăn hay nôn thì đừng có ép con ăn, ví dụ nó không muốn ăn nữa thì đừng có ép lại trẻ con. Nhiều khi lứa tuổi này mà mình cứ ép nó thêm vài miếng là nó lại nôn hết ra nhá. Đấy thế còn thứ hai cần thiết nữa, nếu mà em đã áp dụng những biện pháp đấy mà cháu mà không hỏi thì là phải đi khám bác sĩ thì mới tìm được nguyên nhân. Bởi vì nôn nó cũng rất là nhiều nguyên nhân. Thế còn cái vấn đề ngủ ra nhiều mồ hôi trộm thì em hoàn toàn có thể uống được cái gói cốm Previtin 2 hoặc 3. Vẫn bổ sung được. Và cháu nhà em giờ 3 tuổi rưỡi rồi thì cháu có thể dùng 2 gói một ngày. Đấy. Thì nó cũng giải quyết được cái tình trạng ra mồ hôi của cháu nhá. Thế rồi là ngoài ra nữa nó biếng ăn thì em có thể dùng thêm cái men vi sinh Golden Lab ngày 2 gói nữa thì cũng giúp cho cháu nó ăn đỡ ăn ngon miệng hơn và nó cũng đỡ cái tình trạng nôn trớ hơn. Bởi vì trong men vi sinh này nó có chứa cái lợi khuẩn giúp cái kích thích cái vấn đề ăn ngon miệng hơn và nó giúp cho hấp thu, đặc biệt là trong cái men vi sinh Golden Lab này nó chứa cái chất xơ hòa tan thì nó lại tăng cường hấp thu canxi nữa. Thế cho nên em dùng đồng thời cả hai cái sản phẩm này thì nó có tác dụng hỗ trợ nhau hơn nhá. Thì cứ mỗi thứ là mỗi ngày dùng 2 gói và cái thời gian dùng thì em dùng tối thiểu là 3 tuần mà thậm chí đến 3 tháng. Vâng ạ. Vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả một lần nữa vì đã kết nối với chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng xin được nhắc lại đầu số tổng đài của kênh Job Em lúc này để quý vị thính giả chúng ta có thể liên hệ về với chương trình cũng như là đặt những câu hỏi cho thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia về cách làm thế nào để chúng ta có thể tăng được sức đề kháng cũng như là chăm sóc con như thế nào để các con có được một sức khỏe cũng như là thể trạng tốt nhất. Bây giờ đây thì bộ phận kỹ thuật cũng đã báo là chúng ta có một vị thính giả tiếp theo. Chúng tôi xin được chào đón vị thính giả. Alo. Alo ạ. Alo. Vâng, chương trình xin được chào đón vị thính giả. Vâng. Vâng, xin mời thính giả giới thiệu về mình đi ạ. Vâng, em tên là Thắm hay là chị Thúy? Dạ vâng, chị Thắm thân mến ạ, chị có thể nói to hơn một chút được không ạ? Vâng. Vâng ạ. Em là bác sĩ Hải. Dạ vâng ạ, hiện tại thì thạc sĩ Lê Thị Hải đang ngồi bên cạnh Lê Thông rồi ạ. Vâng, bác cho cháu hỏi là con nhà cháu mới đẻ được 10 ngày thì ở viện thì cháu đã bị khò khè rồi. Về viện được một hôm cháu khò khè quá thì cháu cho lên viện đi khám, họ bảo là bị viêm phế quản. Về cháu chỉ nhỏ nước muối sinh lý thôi nhưng mà cháu đến bây giờ cháu vẫn rất là khò khè. Nếu như mà bác sĩ đã chẩn đoán là viêm phế quản thì nhỏ một miếng nước muối làm sao khỏi được em? Bác sĩ có cho điều trị thuốc gì nữa không?
có cho kháng sinh, cao khô lá thường xuân không? À, cao khô lá thường xuân không dùng kháng sinh. Ừ. Thế nhưng mà cái khò khè này cháu chỉ có thở khò khè thôi, nhưng mà nó có hiện tượng như là thở nhanh không? Ví dụ như là nó có thở rất là nhanh rồi là nó co kéo hõm ức hoặc các thứ gì không? Hay là nó chỉ khò khè không thôi? Cháu chỉ khò khè không thôi. Thế thì bây giờ vấn đề là như thế này, nếu mà có viêm phế quản thì chắc chắn là cháu phải có cái biểu hiện khó thở thì mới là viêm phế quản. Mà chắc là tôi nghĩ là cũng không phải là cái viêm phế quản ấy cho nên là bác sĩ mới không cho kháng sinh. Nhưng còn nếu trường hợp mà cháu viêm phế quản ở một cái giai đoạn mới có 10 ngày tuổi thì chắc chắn phải nhập viện chứ không thể để về nhà được đâu nhá. Thì cái khò khè này ở trẻ em ấy, thì thứ nhất ấy là do có thể là cái đường mũi của cháu nó bị tắc. Ngoài cái việc nhỏ nước muối sinh lý ra ấy, thì em phải làm cái phương pháp thông mũi cho cháu. Ví dụ như em nhỏ cái nước muối sinh lý khoảng độ 10-15 phút làm cho cái chất xuất tiết ở mũi nó mềm ra, thì em lấy cái tăm bông em ngoáy đi cho cháu, tức là làm thông cái đường thở đi thì nó sẽ bớt cái tình trạng khò khè đi nhá. Thế ngoài cái thứ hai nữa là cái khò khè ở đây nữa thì cháu ăn cháu có hay bị nôn không? Không. Không nôn thì cũng là may. Thế tại vì có những một số trường hợp những cái đứa bé mà bị cái hội chứng trào ngược dạ dày thực quản ấy thì là cái thức ăn nó bị trào lên là làm đứa trẻ nó cũng lại dẫn đến cái tình trạng khò khè cũng rất là hay gặp đấy. Thế cho nên là nếu như mà cháu không nôn thì rất là may rồi. Thì tôi nghĩ là chắc là đây là cháu nó chỉ nó không khó thở như vậy thì nó chỉ là cái biến đầu ở cái đường mũi trên thôi. Thì giờ em nhỏ nước muối này, thế rồi là em thông thoáng cái đường hô hấp thêm cho cháu nhá. Vâng. Cháu cho nó đi cháu có chụp X quang thì họ bảo là bị tuyến hưng to đúng không? Viêm phế quản tăng đậm. À, viêm phế quản rốn phế quản đậm thì nhưng mà mới còn có 10 ngày tuổi làm sao mà đã rốn phế quản đậm phế quản tăng đậm được? Tại vì thế như này này, bác thì em đã khám trên viện nhi rồi thì chắc là cũng bác sĩ chẩn đoán là cũng yên tâm rồi chứ. Nhưng mà bác chắc chắn với em là con em không thể viêm phế quản, bởi vì nếu mà bị viêm phế quản thì chắc chắn là 10 ngày tuổi là phải vào viện chứ không thể về nhà được đâu nhá. Đấy, không biết là chẩn đoán giữa thế nào thì bác không biết, nhưng mà chắc chắn một đứa bé mới có 10 ngày tuổi mà bị viêm phế quản thì phải vào bệnh viện chứ không thể mà người ta bác sĩ người ta cho em về nhà đâu nhá. Thế còn cái việc mà chụp phim chụp phổi cái thứ thì bác sĩ người ta chẩn đoán chủ yếu là dựa vào triệu chứng lâm sàng là quan trọng, chứ còn thì các cái xét nghiệm là chỉ có hỗ trợ thôi. Đấy, chứ còn nếu giả sử mà cháu mà đang bị viêm phế quản thật thì mà là bị khó thở thì không ai người ta cho cháu về nhà cả, mà cháu sẽ phải nhập viện rồi. Thế cho nên cái vấn đề khò khè ở trẻ nhỏ ở lứa tuổi này chủ yếu là cái mũi của nó thôi. Chứ còn cái đường thở ấy, cái lỗ mũi của nó thì rất là nhỏ, cái chất xuất tiết nó ra mà nó mình không được làm thông thoáng đi thì cái không khí nó qua cái khe hẹp nó thở thành cái tiếng khò khè thôi. Đấy, thế cho nên là sự quan trọng nhất là bây giờ là em phải làm thông cái đường mũi cho cháu bằng cách là nhỏ nước muối hàng ngày, xong bắt đầu là lấy cái tăm bông nhỏ nhẹ nhàng vệ sinh cái đường mũi cho cháu nhá. Đấy, còn cần thiết nếu như cháu có cái biểu hiện khó thở, khở nhanh rồi là đấy các thứ rồi bỏ bú các thứ vân vân thì em phải cho cháu đi bệnh viện ngay nhá. Vâng. Cho cháu hỏi nữa là cháu bị vàng da ấy. À, vàng da ở cái giai đoạn này thì nếu mà cháu vàng da nhẹ thôi thì không có vấn đề gì, đây là cái vàng da sinh lý. Thế còn nếu như mà em thấy da cháu vàng đậm hơn thì em phải cho cháu đến bệnh viện, bởi vì là xét nghiệm nếu mà cái vàng da quá bất đậm thì nó lại có thể là không phải là vàng da sinh lý nữa mà nó là da bệnh lý, tức là do bất đồng nhóm máu giữa mẹ và con. Hay là cháu có xét nghiệm máu thì bác sĩ mà là chỉ là sớm vàng da thôi. Thế thì không vấn đề, cái vàng da sinh lý thì nó sẽ hết sau một tháng em ạ nhá. Em không phải lo đi, bởi vì là sau khi sinh thì bao giờ là cái huyết tố F, tức là cái hemoglobin mà có cái chuỗi huyết tố F nó cao, cho nên là ở cái lứa tuổi này là bắt đầu là trẻ nó có sự tan máu sinh lý cho nên nó gây đến tình vàng da nhá. Thì cái vàng da nếu mà cái bilirubin nó ở trong giới hạn cho phép thì không có vấn đề gì, chỉ trường hợp nó vàng đậm quá thì phải đến bệnh viện, thì người ta có thể là cho cháu truyền đường gluco hoặc là chiếu đèn. Thế còn trường hợp mà vàng da rất nặng thì thậm chí phải thay máu đấy. Thế nhưng nếu mà em đã xét nghiệm rồi, bác sĩ bảo vàng da nhẹ thôi thì đây chỉ là vàng da sinh lý bình thường thôi và các cháu sẽ hết đi trong vòng một tháng. Vâng. Cháu đi phân vẫn vàng bình thường gì? Vâng, cháu đi phân. Thế thì không lo, không phải lo tắc mặt tắc nước gì cả nhá. Thôi cứ yên tâm đi, bây giờ em cái quan trọng nhất là bây giờ là em phải làm thông thoáng cái đường mũi cho cháu thôi nhá. Vâng. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng và kết nối với chương trình của chúng tôi, và vị thính giả cũng đã nhận được những lời khuyên từ chuyên gia của chúng tôi rồi, đó là thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải. Và thưa quý vị thân mến, lúc này đây trên đường dây nóng 1900 6255, chúng ta sẽ cùng chào đón vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo, chào bạn. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Thính giả thân mến, thính giả có thể giới thiệu một chút về mình được không ạ? Mình tên là Thảo, mình ở chung cư PCC1 Hà Đông. Vâng. Mình rất muốn hỏi bác sĩ về dinh dưỡng của bé như mình. Dạ vâng, ngay lúc này thì bạn có thể đặt câu hỏi cho thạc sĩ Lê Thị Hải được rồi đấy ạ. Cảm ơn bạn. Cháu chào bác sĩ ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, bác ơi, cho cháu có hai câu hỏi muốn hỏi bác ạ, là dinh dưỡng của bé nhà cháu. Cháu có một bé bây giờ là 6 tháng tuổi. Cân nặng 7 cân rưỡi ạ. Và hiện tượng của em bé là chưa có tóc.
Cháu cũng mới chỉ cho uống vitamin B3 mà lúc cháu sinh xong ở viện các bác sĩ có kê để về uống nhá. Còn ngoài ra thì chưa bổ sung gì, thì cháu muốn hỏi là bác ơi, bây giờ em bé nhà cháu là có cần uống thêm cái gì không ạ? Thứ nhất là bây giờ cháu đã bắt đầu cho con ăn dặm chưa? Cháu bắt đầu tập ăn bột ngọt thôi ạ. Tập ăn bột ngọt, nó có thích ăn không? Có, rất là thích. Thế thì bây giờ cháu có, thứ nhất là vấn đề là bây giờ ví dụ là về cân nặng thì cháu hoàn toàn bình thường, 7 cân rưỡi, 6 tháng tuổi là 7 cân rưỡi là bình thường rồi. Nhưng mà chiều cao được bao nhiêu? Có đo không? Có ạ, được 62 phân ạ. 62 phân, con trai hay con gái? Bé trai bác ạ. Thế thì hơi thấp. Vâng. Con trai mà 6 tháng tuổi thì cân nặng là phải 7 cân 9 thì thôi, 7 cân rưỡi là được rồi. Nhưng mà chiều cao thì bây giờ phải 65,7 cm thì được gần 66 phân đấy. Mà được có 62 là hơi bị lùn đấy nhá. Thế thì bây giờ vấn đề, cái vấn đề mà tóc nó không mọc chậm ở đây thì cũng có khả năng có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân nhưng mà hay gặp nhất đó là thiếu canxi, thiếu kẽm. Đấy. Và thiếu kẽm cũng là nguyên nhân chậm phát triển chiều cao cũng như là chậm mọc tóc các thứ vân vân. Đấy. Thế thì việc ở đây cháu bổ sung vitamin D, bác sĩ ngay sau khi sinh cho bổ sung vitamin D là đúng rồi. Rất là đúng, tại bây giờ hầu như là các em bé mới giờ ở chào đời ở bệnh viện giờ phụ sản ra về thì bây giờ hầu hết các bác sĩ sản bây giờ là đều kê vitamin D cho các con rồi, để đấy là có thể tình trạng phòng ngừa cái tình trạng thiếu canxi. Thế nhưng mà nhưng mà cháu cũng biết là hiện nay thì một mình vitamin D để hấp thu canxi chưa đủ mà còn phải cần vitamin K2 nữa, tức là MK7 nữa. Thế cho nên là bây giờ con cháu 6 tháng tuổi rồi, bây giờ cháu hoàn toàn cháu có thể cho cháu bổ sung thêm cái sản phẩm mà nó có chứa cả vitamin D, cả canxi và MK7. Thì bây giờ cháu có thể bổ sung cho con cái gói tục cốm Privitin 2. Và cái giai đoạn ngoài 6 tháng tuổi ra thì con cháu lại bắt đầu cũng là cái giai đoạn mà bắt đầu hay ốm đau, nó ở cái khoảng trống miễn dịch, thì cháu bổ sung cái gói cốm Privitin 2 này vừa có hai tác dụng. Thứ nhất là giúp cho cháu phòng ngừa cái tình trạng còi xương, tức là cái chậm phát triển chiều cao đấy. Cái thứ hai nữa là tăng cường cái hệ miễn dịch cho cháu, do nó có chứa cái immun alpha và cholesterol, cho nên là giúp cho con cháu cũng đỡ ốm đau hơn. Thế bây giờ là cháu ngoài cái ăn dặm ra, bây giờ cháu rất thích ăn dặm thì cháu cứ cho ăn 1 đến 2 bữa một ngày này, bú mẹ này, với cả uống mỗi ngày một gói cốm Privitin 2 thì tôi cũng nghĩ như vậy là đủ nhá. Bác sĩ ơi, cái đấy là mua ở hiệu thuốc nào cũng có ạ? Chắc là thế đấy. Còn này nếu không thì bạn có thể gọi điện thoại đến. Nếu vị thính giả của chúng ta quan tâm tới sản phẩm này thì Lê Thông cũng xin được cung cấp thêm cái số điện thoại để vị thính giả có thể liên hệ về, đó là số 1900 1259 ạ. Rồi ạ. Vâng, hoặc là bạn có thể liên hệ theo số điện thoại tiếp theo mà chúng tôi đưa ra đây, đó là 0896 509 509 ạ. Vâng ạ. Dạ vâng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng và nối máy với chương trình. Và thưa quý vị, ngay lúc này đây thì chúng tôi rất vui mừng khi được tiếp tục chào đón một vị thính giả tiếp theo. Alo. Alo ạ. Vâng, như vậy là hiện tại chúng ta sẽ cùng chờ đợi lại tín hiệu để bộ phận kỹ thuật sẽ cùng kết nối lại với vị thính giả này. Và trong khi đó thì Lê Thông cũng xin được nhắc lại với quý vị một lần nữa, đó là tổng đài sức khỏe 1900 6255 cùng với hòm thư điện tử của kênh Drive Em, biên tập a@989.vn cũng đã sẵn sàng rồi. Mời quý vị hãy nhanh tay chúng ta gọi điện về trong khung thời lượng trực tiếp còn lại của chương trình Cho Mẹ Cho Con ngày hôm nay để có thể đặt ra những câu hỏi cho bác sĩ Lê Thị Hải và tìm kiếm những cái phương pháp giúp con mình phát triển một cách toàn diện hơn trong những năm tháng đầu đời. Thưa quý vị và các bạn thân mến, lúc này đây thì chúng tôi cũng sẽ xin được tiếp tục chương trình ngày hôm nay với một kết nối tiếp theo. Alo. Alo ạ, xin được chào vị thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả. Vâng, em chào MC. Vâng ạ, xin mời thính giả giới thiệu một chút về mình. Anh tên là gì, bao nhiêu tuổi và đến từ đâu đấy ạ? Vâng, em là Dũng ở Hưng Yên, em 42 tuổi. Vâng. Em có câu hỏi là cho con nhà em là nó năm nay cháu lên. Vâng ạ. Trắng chị Phượng. Dạ vâng ạ, xin lỗi là xin mời vị thính giả chúng ta hãy tập trung vào câu chuyện cùng với chuyên gia để chúng ta có thể tìm được câu trả lời cho mình. Vâng, xin mời anh hãy nêu ra câu hỏi đi ạ. Vâng, có vậy là con nhà em năm nay 5 tuổi mà cháu nó cứ nồ một tí là mấy bạn là nó ra mồ hôi như mưa luôn ạ. Vâng. Vâng. Tức là cháu thường xuyên bị ra mồ hôi đúng không ạ? Vâng. Vâng, và con nhà anh thì hiện tại là chiều cao cân nặng như thế nào rồi ạ? Cháu là nam hay nữ ạ? Cháu nam, cháu được 22 cân. Vâng. Cháu là nam và được 22 cân đúng không ạ? Và hiện tại đang gặp cao bao tình nhiêu trạng em? Là gì ạ? Chiều cao thì em cũng không đo nhưng mà chiều cao khả năng cũng cao. Cũng cao lắm ạ. Rồi. Thế thì vấn đề đặt ra ở đây là cháu là phát triển rất là tốt, bởi vì với 5 tuổi thôi 22 cân là cháu đã đang dư đến gần 4 cân rồi đấy. Thế thì chắc chắn là chiều cao của cháu cũng tốt rồi. Thế nhưng mà có một cái điều là những cái cháu mà phát triển quá nhanh như thế này thì lớn nhanh như thế này thì cũng dẫn thay thiếu canxi đấy.
Thế cho nên là cái việc mà tình trạng mà cháu ra mồ hôi thì ngoài cái việc là lúc nó đùa nghịch quá mức thì nó cũng ra mồ hôi ra rồi, thì nếu như mà cháu lại còn ra mồ hôi rất nhiều hoặc là ra ngay cả cái lúc ngủ hoặc lúc chơi, ngồi bình thường thì đó là có thể là tình trạng thiếu canxi, và nhất là con của em nó phát triển tốt như này thì cái khả năng thiếu canxi cũng rất là cao. Thế thì theo bác thì bây giờ là chế độ ăn thì em không phải lo rồi, thậm chí còn phải hãm bớt chứ không thì nó thừa cân mất. Thế nhưng mà riêng cái vấn đề em cần phải bổ sung vi chất cho cháu thì ở cái lứa tuổi 5 tuổi này cháu cũng chuẩn bị sắp sửa đi học rồi. Thế cho nên là cháu lại cần những cái dưỡng chất cả về phát triển chiều cao rồi cả về cái dưỡng chất giúp cho phát triển tốt về thị lực cũng như là giúp và trí não ấy, thì em cho cháu có thể bổ sung thêm cái thực phẩm chức năng cái gói cốm Previtin 3. Previtin 3 mỗi ngày em cho cháu uống 2 gói chia làm 2 lần nhá. Thế và dùng liên tục khoảng 3 tháng xong là có thể là ngừng một đợt rồi lại tiếp tục dùng tiếp, thì cái này sẽ giúp cho giải quyết cái tình trạng ra mồ hôi trộm cũng như là giúp cho cháu phát triển về cái chiều cao tốt lên lên, thì dù cân nặng nó có thừa nhưng mà nếu nó cao thì nó cũng không lo nó thừa cân béo phì em ạ. Vâng vâng. Cháu cứ đấy nó cứ nổ một tí, hoặc là nó mùa đói là nó cứ ăn rất là nhiều luôn. Ăn nhiều thì bây giờ là phải hạn chế bánh ngọt đấy, hạn chế bánh ngọt, đường, kẹo, bánh ngọt, thế rồi là cơm chỉ ăn một bát thôi, chứ ăn nhiều quá là thừa cân đấy. Bây giờ cân nặng nó đang bằng đứa 7 tuổi rồi. Cho nên là cũng ăn vừa vừa phải thải thôi, không thì béo phì cũng không tốt đâu nhá. Đấy bổ sung thêm cho cháu đấy, thì nếu mà nó cao lên được thì là nó lại cũng không lo nó béo nữa, nó cân nặng nó nhiều nhưng mà nó cao thì em bổ sung. Cho em hỏi nhờ bác sĩ là nhắn tin cho em cái vâng, anh cần thông tin về sản phẩm Previtin đúng không ạ? Dạ vâng. Vâng, chúng tôi xin được đọc và anh có thể lấy bút để mình cùng ghi lại anh nhé. Vâng, vâng ạ. Anh có thể liên hệ đến tổng đài 1900 1259 ạ. Dạ vâng, vâng. Vâng, hoặc thông qua số điện thoại là 0896 509 509 anh nhé. Vâng, vâng, vâng. Dạ, vâng ạ, rất cảm ơn anh vì đã tin tưởng và kết nối với chúng tôi, và hy vọng rằng là thời gian tới thì con nhà mình theo lời khuyên của bác sĩ thì sẽ phát triển một cách toàn diện hơn. Bây giờ đây chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình ngày hôm nay bằng một kết nối tiếp theo. Alo. Alo. Chương trình xin được chào thính giả. Vâng, xin chào bác sĩ ạ. Vâng ạ, xin mời anh hãy có thể giới thiệu một chút về mình và đặt câu hỏi cho bác sĩ của chúng tôi đi ạ. Tôi là tính ở Hà Nội ạ. Vâng. Tôi muốn hỏi với bác sĩ rằng là cháu tôi năm nay 20 tháng rồi. 20 tháng rồi, nhưng ngay từ khi 10 tháng cháu cho ăn bột ăn cháo thì cháu hay bị chớ lắm, nhất là những lúc mà gần lo. Thế nhưng mà sau khi cháu đi khám ở viện dinh dưỡng thì mẹ cháu đưa cháu đi khám thì bác sĩ bảo do là cháu còn bé hoặc là cái nội tạng nó chưa ổn định, thì cho đến tận bây giờ cháu ăn cháu rất hay chớ mà rất sợ nó cứ gần no là sợ, mà cháu lại bây giờ mà 20 tháng rồi mà được có hơn 9 cân. Thế thì bác sĩ cho em hỏi là lý do gì cháu hay chớ và bằng biện pháp nào để làm cho cháu nó không còn cái chớ đó nữa. Vâng, vâng, vâng. Chào bác, thứ nhất là cháu bé bây giờ 20 tháng tuổi mà vẫn còn nôn chớ thì không phải là nôn chớ sinh lý như là bác sĩ giải thích hồi khám ở viện dinh dưỡng nữa đâu ạ. Bởi vì cái nôn chớ sinh lý thì thường chỉ gặp cháu dưới 6 tháng tuổi thôi. Đấy, là do cái dạ dày của nó nằm ngang, thì rồi do cái cơ thắt tâm vị của nó yếu thứ vân vân, thì là ở dưới 6 tháng thì là hay nôn chớ. Còn bây giờ mà cháu đã 20 tháng tuổi rồi mà vẫn nôn chớ như thế này thì chắc chắn là cái nôn chớ có vấn đề rồi, mà đặc biệt là cái nôn chớ này đã ảnh hưởng đến cái sự phát triển của cháu. Bởi vì giờ cháu 20 tháng tuổi mà cân nặng chưa bằng em bé 1 tuổi thì có nghĩa là cháu đã bị suy dinh dưỡng mất rồi. Thế và lại một cái điều đặt ra là những cái cháu suy dinh dưỡng thì ăn rất hay nôn ạ. Đấy, bởi vì nó sợ ăn, nó biếng ăn, nó sợ ăn, thế cho nên là chỉ cần nhồi thêm cho nó một miếng là nó nôn hết sạch. Đấy, cái vấn đề nó đặt ra là như thế. Vâng, thế thì bây giờ lời khuyên của tôi là đầu tiên thì bây giờ là cái trường hợp hay nôn này bây giờ thì không phải là khám ở viện dinh dưỡng nữa, mà bây giờ là phải khám viện nhi ạ. Đấy, phải khám viện nhi, bây giờ phải tìm xem cháu có bị cái vấn đề gì về dạ dày ruột không, ví dụ như hội chứng trào ngược hoặc là cái gì đấy không, thế là phải điều trị cho cháu, tìm cái nguyên nhân nhá. Thế về nguyên nhân tổn thương còn lại ngoài ra nữa thì những cái cháu suy dinh dưỡng này rất hay nôn là có thể khả năng cháu thiếu kẽm bác ạ. Thế thiếu kẽm cũng nó hay nôn thì có thể phải bổ sung. Nếu như mà trước mắt thì phải đi khám chuyên bác sĩ chuyên khoa nhi để tìm những cái nguyên nhân nôn chớ và do cái tổn thương thực thể ở bé đã. Sau đó thì mới nghĩ đến các cái nguyên nhân do thiếu vi chất dinh dưỡng, ví dụ như là thiếu kẽm, thiếu các thứ, rồi thiếu vitamin D, thứ vân vân là nó cũng có thể gây nôn bác ạ. Đấy thì lúc bây giờ thì mới là bổ sung về dinh dưỡng sau. Chứ còn bây giờ là để cái tình trạng nôn chớ của cháu kéo dài như này mà nó đã ảnh hưởng đến cái phát triển của cháu như này thì là cháu chắc chắn là bây giờ bị suy dinh dưỡng mất rồi. Đấy. Thế thì tôi cũng xin một cái lời khuyên nữa là cháu hay nôn như vậy thì đừng có ép cháu những cái miếng cuối, chỉ chia nhỏ bữa ăn ra nhá. Ví dụ như con người ta ăn cả bát thì bây giờ mình chỉ cho ăn nửa bát thôi.
Thế nhưng mà cho ăn cái bữa ăn nó dày hơn một chút. Đấy, thì khi mà cháu nó không ngoảnh mặt đi, nó không thích nữa thì thôi không. Thứ hai nữa là bây giờ 20 tháng thì tập cho cháu có thể bốc nhúc ăn này, cho những cái món ăn cháu yêu thích đi. Những cái món ăn mà nó không thích mà bố mẹ cứ cố nhồi cho nó thì nó lại nôn ra thôi. Thế cho nên là phải cho cháu lựa chọn những cái món ăn cháu yêu thích thì nó sẽ đỡ nôn. Và cái quan trọng nhất là chia nhỏ bữa ăn. Thế còn thì lời khuyên của tôi vẫn là phải cho cháu đi khám để tìm nguyên nhân nôn chớ. Bởi vì lứa tuổi này không phải là nôn chớ sinh lý nữa. Vâng ạ, bác sĩ ơi, bác sĩ cho em hỏi là thế bây giờ em muốn đi khám ở đâu và gặp bác sĩ thì ở đâu ạ? Tôi thì lại cũng là làm viện dinh dưỡng thôi, cho nên khám cái này thì bây giờ là đầu tiên là bây giờ phải đến viện Nhi ạ. Anh cứ đến khoa Nhi. Viện Nhi Trung ương. À, viện Nhi Trung ương. Vâng, vâng. Em, ngày xưa em đã đi, cháu nó đi ngoài thì em đã sang viện Nhi rồi, nhưng mà thôi được rồi. Bây giờ cháu nó 20 tháng. Nôn chớ thì nên khám là khám khoa chuyên khoa tiêu hóa. Chuyên khoa tiêu hóa ở viện Nhi Trung ương. Vâng, để người ta tìm nguyên nhân. Là ở chỗ nào? Chứ đây là Thành đó. À, đi ra Thành, vâng, em sang đến một lần rồi. Vâng, đấy, vâng. Cháu thám đấy đã xong. Còn sau nữa thì nếu như muốn khám về lại về dinh dưỡng thì đến gặp tôi ở viện dinh dưỡng. À, vâng, thế là vâng. Khám ở khoa tiêu hóa Viện Nhi Trung ương, vâng. Dạ, vâng. Thế em cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng ạ, vâng. Vâng, rất là cảm ơn vị thính giả. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cũng sẽ cùng tiết kiệm thời gian bằng việc đến với một vị thính giả cuối cùng. Alo. Alo. Vâng, xin được chào vị thính giả. Xin mời anh giới thiệu về mình và đặt câu hỏi cho bác sĩ đi ạ. Dạ vâng, em tên Tàng, em ở Sài Gòn ạ. Dạ vâng. Em muốn hỏi là em có em bé nó sinh non lúc 35 tuần thì ngày nó bú sữa mẹ chừng được khoảng chừng 80% thôi, còn 20% nó vẫn bú sữa ngoài. Vâng. Thì nó 2 tháng thai rồi, nó khá là ngoan, nhưng mà 3 tuần gần đây ấy, cứ hễ 10 giờ 12 giờ đêm là nó quấy và nó bú rất ít. Nó xong rồi nó ngủ đâu nửa tiếng 45 phút nó lại dậy nó quấy tiếp, xong rồi nó lại bú rất là ít. Khoảng chừng 3 tuần gần đây thôi ạ. Dạ vâng. Thứ nhất ý là xin chia sẻ với bạn là thứ nhất là con bạn sinh non tháng thì cái nguy cơ bị còi xương thiếu vitamin D canxi là rất là cao. Đấy. Thế cho nên là cái vấn đề ở đây là phải bổ sung thêm những cái vi chất dinh dưỡng đấy nữa cho cháu thì nó mới cải thiện được cái giấc ngủ của cháu. Nhưng mà cũng xin hỏi là bây giờ là cháu lúc sinh ra là được mấy cân và bây giờ là mấy cân rồi ạ? Dạ, lúc sinh thì được 2,2, bây giờ được 4,8 và bà trên bệnh viện đã cho thuốc vitamin D thì rồi. Nhiều rồi ạ. Ờ, thế thì tốt rồi. Thế thì rõ ràng là bây giờ được 4,8 rồi thì rõ ràng là cháu cũng tăng cân cũng được 2,6 đúng không? 2,6 trong vòng 3 tháng đúng không? Dạ, 2 tháng ạ, mới 2 tháng. À, mới 2 tháng mà tăng được 2,6, thế là cháu cũng tăng cân tốt đấy. Nhá, dạ, em cũng không có gì lo lắng về chuyện. Thế thì bây giờ ngoài cái việc bổ sung vitamin D ra ấy, thì bây giờ em phải mua thêm cái sản phẩm là có cái vitamin MK7 nữa. Rồi cũng bổ sung thêm kẽm cho cháu nữa thì là cái tình trạng ra mồ hôi của cháu nó bớt đi. Thế còn thì cái sản phẩm mà hôm nay chúng tôi nói đến cái Previtin 2 thì cháu lại phải từ 6 tháng trở lên mới dùng được cơ. Thế cho nên là bây giờ nó không phải là ra mồ hôi mà là nó quấy đêm. À, quấy khóc đêm. Vâng, thì quấy khóc đêm cũng là một cái tình trạng là có thể do thiếu kẽm hoặc là thiếu canxi, nó cũng gây cái tình trạng quấy khóc đêm. Đấy. Thế cho nên là cái quấy khóc đêm ở đây, ngoài ra nữa là có thể là cái tình trạng đau bụng co thắt nữa thì em có thể cho cháu dùng thêm men vi sinh. Dạ, men vi sinh nè. Ờ, em có thể dùng men vi sinh. Ví dụ như em có thể dùng men vi sinh Golden Lab mỗi ngày cho cháu một gói thì cái đấy nó sẽ bớt rất là nhiều những trường hợp loạn, kiểu như là rối loạn cái cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nó gây những cái cơn đau bụng co thắt ở trẻ nhỏ thì nó cũng có thể quấy khóc đêm. Dạ vâng, Golden Lab ạ. À. Vâng, vi sinh Golden Lab. Nhá. Dạ vâng, mỗi ngày cho cháu một gói. Dạ vâng, xin được cảm ơn vị thính giả đã tin tưởng và kết nối với chương trình của chúng tôi. Và thưa quý vị và các bạn thân mến, hy vọng là với những phần tư vấn vừa rồi thì quý vị cũng đã hài lòng phần nào trong chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ đây, xin mời quý vị hãy cùng bước với chúng tôi đến với tiểu mục Tuyệt chiêu của mẹ ngay bây giờ. Cân nặng, chiều cao và thể trạng hay ốm vặt của con trẻ là trăn trở của nhiều ông bố bà mẹ. Nếu được nuôi dưỡng tốt, đặc biệt là trong những năm tháng đầu đời, thế hệ sau luôn cao khỏe vượt trội hơn cha mẹ. Đối với những gia đình có gen di truyền thấp bé như mẹ Ngọc Hiền, tập trung vào dinh dưỡng và vận động là bí quyết cải thiện tầm vóc khiêm tốn cho bé. Bé Trung con chị năm nay 4 tuổi, cao lớn nhanh nhẹn hơn so với các bạn cùng trang lứa. Chị Hiền chia sẻ, chị thường cho con vui chơi bên ngoài, hít thở không khí trong lành, vận động dưới ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, tối đi ngủ lúc 9 giờ sau khi uống một cốc sữa. Mỗi bữa ăn, chị cố gắng cân bằng 4 nhóm dinh dưỡng, đạm, đường bột, béo và rau xanh, bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, chị luôn giữ thói quen hàng ngày bổ sung canxi, vitamin D3 và MK7 cho bé Trung từ khi ngoài 6 tháng tuổi bằng sản phẩm Previtin 2. Theo chị, đó là cách tốt nhất để bé hấp thu được lượng canxi và dưỡng chất mà bé cần, giúp bé phát triển chiều cao, tăng cường sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc bệnh. Tranh thủ mọi thời gian rảnh rỗi, chị cũng cho bé tham gia nhiều môn thể thao phù hợp với lứa tuổi như đạp xe, bơi lội để bé ăn ngon ngủ sâu. Chị chia sẻ, chỉ cần trái tim yêu thương và khối óc thông thái của người mẹ, ai cũng có thể đem lại cho con mình một thể chất và trí tuệ tươi sáng.
Cũng nhờ áp dụng chế độ dinh dưỡng và vận động hợp lý mà thiên thần của chị Ngọc Hiền mới 4 tuổi thôi, nhưng nhìn vào thì quả là niềm mơ ước của nhiều bà mẹ. Vâng, thưa quý vị và các bạn thân mến, với kinh nghiệm chia sẻ vừa rồi từ tiểu mục Tuyệt chiêu của mẹ thì cũng đã khép lại thời gian phát sóng của chương trình Cho mẹ cho con ngày hôm nay của chúng tôi. Và hy vọng là với thời gian tư vấn của chương trình cũng như là thông tin kiến thức thì quý vị và các bạn đã có thêm những kinh nghiệm hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho con của mình, cũng như là chúng ta có thêm được những góc nhìn thật là mới và về việc bổ sung chất dinh dưỡng cũng như tăng trưởng chiều cao cho con như thế nào. Một lần nữa thì Lê Thông xin được cảm ơn Thạc sĩ bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã tham gia chương trình hôm nay. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng gói cốm tăng chiều cao, tăng sức đề kháng, phát triển trí não, điều trị còi xương chậm lớn Previptin đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý vị thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc số điện thoại 0896 509 509, hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khoedep@bacsitivan.vn, chi tiết tại website bacsitivan.vn. Và tới đây thì Lê Thông cùng với chương trình Cho mẹ cho con cùng bác sĩ Lê Thị Hải xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Previptin 3 giúp tăng chiều cao, phát triển trí não, bảo vệ mắt cho trẻ dưới 10 tuổi.